Những ngày qua, huấn luyện viên Park Hang-seo và VFF đã công bố 48 cái tên được triệu tập lên đội tuyển U22 Việt Nam. Ở vị trí tiền đạo, có tới 9 cầu thủ đang thi đấu tại giải hạng nhất và V-League 2020 được vị chiến lược gia người Hàn Quốc lựa chọn. Trong đó, 3 cái tên nổi bật nhất hứa hẹn sẽ tranh chấp vị trí lĩnh sướng hàng công, đó là Mai Xuân Quyết, Lê Minh Bình và Trần Danh Trung. Mai Xuân Quyết là cầu thủ đang thi đấu trong màu áo Dược Nam Hà Nam Định. Tiền đạo sinh năm 1999 đã khá quen mặt trong các lần tập trung của đội tuyển U22 Việt Nam ở mùa giải 2019. Chàng trai người Thái Bình đã tập luyện và thi đấu trong màu áo các đội trẻ Nam Định trong một thời gian dài trước khi được lên đội 1 vào năm 2018. Tuy nhiên, phải đến mùa giải 2019, người hâm mộ bóng đá Việt Nam mới biết đến cầu thủ với chiều cao 1m71 này. Mặc dù phải chơi dạt biên không đúng với sở trường, nhưng Xuân Quyết đã nhanh chóng thích ứng và có cho mình 3 bàn thắng tại V-League 2019. Đặc biệt, ở trận mở màn Cúp Quốc gia 2020 gặp Hoàng Anh Gia Lai, tiền đạo 21 tuổi đã có pha di chuyển thông minh và ra chân cực mạnh, lập siêu phẩm ấn định tỷ số 2-0 cho đội bóng Thành Nam. Màn trình diễn ấn tượng này đã lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cộng sự có mặt trên khán đài khi đó. Anh tiếp tục nhận được sự tin tưởng của ban huấn luyện U22 Việt Nam để góp mặt ở lần tập trung thứ hai trong năm 2020. Một tiền đạo khác cũng đang có phong độ khá cao, đó là Lê Minh Bình. Cầu thủ người Bình Phước là học viên khóa 3 của Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG, nổi bật và trưởng thành hơn nhiều đồng đội khác. Sau những thành công trong các màu áo đội trẻ Hoàng Anh Gia Lai cũng như U19 Việt Nam, chàng trai sinh năm 1999 được kỳ vọng sẽ là chủ nhân của Vân Toàn với lối chơi giàu tốc độ, nhanh nhẹn và khéo léo. Mặc dù đã thi đấu để tiến bộ và trưởng thành hơn, nhưng tiền đạo người Bình Phước vẫn chưa thể chen chân vào đội hình chính của Hoàng Anh Gia Lai. Do đó, ban lãnh đạo đội bóng Phố Núi đã quyết định để sao mai của mình tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu trong màu áo Bà Rịa Vũng Tàu ở giải hạng nhất quốc gia 2020. Ngay trong trận ra quân, cầu thủ mang áo số 9 đã có màn trình diễn vô cùng chói sáng với một cú đúp để mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội nhà. Đến thời điểm hiện tại, anh đã có cho mình 5 bàn thắng cùng một đường kiến tạo sau 9 vòng đấu. Người cuối cùng trong danh sách này là Trần Danh Trung, cầu thủ sinh năm 2000, là một trong số 5 tài năng triển vọng của Huế, được lựa chọn ra miền Bắc tập luyện để đi lên bóng đá chuyên nghiệp. Anh được đánh giá là mẫu tiền đạo khá tinh quái với những pha di chuyển không bóng hay bất ngờ phá bẫy việt vị rồi đi thẳng vào vòng cấm. Tiền đạo của câu lạc bộ Viettel từng làm mưa làm gió ở không ít các giải bóng đá trẻ trước đây, như vụ phá lưới vòng chung kết U19 toàn quốc năm 2017 với 6 bàn thắng. Và đặc biệt là việc dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi bàn tại giải bóng đá U22 Đông Nam Á 2019 với 3 pha lập công. Tại giải hạng nhất năm ngoái, Danh Trung khoác áo câu lạc bộ bóng đá Huế và đã thi đấu khá ấn tượng với 8 bàn thắng. Của huấn luyện viên Nguyễn Đức Dung với cầu trò của mình, Danh Trung đã đi bóng qua thủ môn Đông Vịnh nhưng ở một góc sút quá hẹp. Cầu thủ này đã không thể. Chúng ta một lần nữa xem lại thiếu này. Một pha phá bẫy việt vị rất hay của Danh Trung. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.